lên hàng, lên hàng, lên hàng. Xuống chỗ này đang đang lại. Lên hàng. Lên hàng tới các bạn ơi, hai con ngang. Không, các bạn thấy con cá nó to mà đang nó dính cái mép có chút xíu vậy nha các bạn. Thành ra các bạn nên dùng lưỡi nhỏ thôi nha, chứ các bạn không dùng lưỡi to nha. Đây. Thấy chưa? Hello, nông dân xin chào các bạn. Mình hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn là câu con cá hanh. Thì hôm trước đó, các bạn nói là con cá hanh nó sẽ ăn mồi gì và nó ăn cái tầng nước nào. Thì hôm nay nông dân sẽ chia sẻ cho các bạn là trả lời cho các bạn. Cái thứ nhất đó, là con cá hanh nó ăn đáy nha. Cái thứ hai là con cá hanh nó có thường vào là mùa đông. Thì từ tháng 10 cho đến Tết tháng 2 vậy nè. Mà nếu tháng bây giờ qua tháng 2, tháng 3 này mà trời có bất có gió là vẫn có cái hanh gốc nha các bạn. Mà con cá hanh á là nó ở cái tầng nước từ 1 mét nước cho đến 10 mét nước thôi, chứ nó không có ở sâu quá. Con cá hanh nó không có ở nước sâu nha các bạn. Nó ở tầm nước cạn, ở tầm nước nông á. Thì cái trước tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cần. Thì các bạn có cái máy rồi, thì cái máy câu cá hanh á là các bạn chỉ dùng cái máy từ 2.500 cho đến 4.000 thôi, chứ không cần to lớn gì lắm. Nếu như các bạn có máy rồi thì còn về cần thì cái cần này nông dân mua cái cần này có 220.000 thôi, chứ đừng có mua cái cần chi mấy triệu bạc, tại vì mình là mới tập câu thì mình không cần, chỉ mua cần xịn. Cái cần này nông dân bắt ngay gần cái tạ cá rồi mà đâu có suy nhê gì đâu các bạn ơi. Nếu mà nó có hư thì các bạn mua cái đọt này các bạn thay có 80.000 thôi. Thành ra nông dân khuyên các bạn là mới tập chơi thì mua cái cần bình thường như mình thôi, không có, mình đâu có đại gia đâu mà mua cần xịn. 220.000 là đủ câu. Bây giờ mình về mình nói về cái bộ phận là câu, thì đây là rút trục luôn. Trục rút từ trong trục, từ trong máy ra luôn nha các bạn. Thì cái cước này hiện giờ mình đang dùng là cước carbon 4 chấm thôi. Chì thì các bạn là nên làm chì chạy như thế này nha. Đây là cước nằm liên kết trong trục, thì mình sẽ làm một cái cục chì chạy như thế này. Mình chặn cái hạt xuống để cho chì nó không xuống. Thì cái đây là cái lưỡi số 2. Lưỡi chino số 2 nha các bạn, cái lưỡi số 2 thôi chứ không có lớn nha. Nó có cái lỗ đuôi này là mình dễ tóm cướp nha. Phần bây giờ là đây là con nha. Thì các bạn là một là các bạn móc phần này, hai là các bạn móc phần này. Thì bây giờ là móc phần nào biết sao con cái nha nó sống là được. Bây giờ là mình sẽ móc nha cho các bạn xem. Bạn bắt con nha như thế này à. Thì mình giải thích cho các bạn, con cá hanh thì nó ăn sát đáy nha các bạn. Trước khi các bạn thả xuống là cục chì này nó nằm sát đáy nè, thì cái con nha này nó sẽ bơ. Thì cái cần của mình á thì nó xuống sát đáy nó nằm như thế này đó. Thì con cá hanh nó ăn nó rất là nhẹ, nó ăn nó rút cái cục chì, nó rút cái cọc thước này, thì cái đọt nó chỉ nhẹ nhẹ vậy thôi. Thì các bạn giật con cá hanh nó ăn tỷ lệ nó dính phần mép nhiều nha các bạn, nó dính phần mép đó. Thì cái phần đây là bây giờ là một cái cần là mình đã về câu mồi nha. Cá hanh là chuyên ăn mồi nha các bạn, theo dõi mình câu đây các bạn ơi.
Rồi bây giờ về con thứ hai thì nếu như các bạn không, nó cũng vẫn là trì chạy, mà nếu như các bạn không có cái hạt hạt chặn thì các bạn làm có một con mani như thế này, thì các bạn câu xong là các bạn cắt cái mani này rồi các bạn rút cái cuộn chì ra, các bạn bỏ, các bạn cất, thì đây cũng là cái lưỡi số 2 thôi nha các bạn, nó cũng là lưỡi chinu số 2. Các bạn nên nhớ là mua lưỡi số 2 thôi, nó mới vừa, chứ còn lưỡi to quá thì cá nó không hiệu quả nha. Thì đây là cám, cám mình đã pha chế sẵn. Thì mình con cá hanh nó ăn rất là loại, nhiều loại mồi. Cá nục nó cũng ăn, tôm nó cũng ăn, rua mà coi như là hàu nó cũng ăn tất cả. Chứ mà nhưng bây giờ là mình sẽ áp dụng là hai loại mồi, là mình câu chuyên nó, là thứ nhất là bột này, và thứ hai là nha. Thì bây giờ cái bột của này đó, các bạn đây là bóp rất là nhuyễn rồi, thì các bạn ép vào cái lưỡi như thế này, các bạn tóm lại như thế này, thì cái bột này nó kết, nó không có rớt đâu nha các bạn, các bạn đừng có lo. Thì bây giờ là các bạn theo dõi mình câu nha. Lo nè các bạn ơi, lo nè, nó giật liêu 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 liêu, nó giật con liêu 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 liêu, lo nè, lo nè, lên chạy đâu rồi? Chạy 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 ch